Đến Sapa nhất định bạn phải thưởng thức món hạt dẻ rừng. Hạt dẻ ở Sapa khác hẳn so với các hạt dẻ ở nơi khác như hạt dẻ ở Trùng Khánh, Cao Bằng, hạt dẻ ở Quảng Yên, Quảng Ninh hay hạt dẻ của Trung Quốc. Hạt dẻ của Sapa là hạt dẻ rừng chính hiệu, vỏ mỏng hơn, quả nhỏ hơn nhưng rất thơm và bùi. Ở Sapa có rất nhiều cửa hàng bán hạt dẻ làm quà mang về hoặc nhâm nhi trong tiết trời lạnh. Hạt dẻ là loại cây sống chủ yếu ở vùng lạnh và mùa thu hoạch, mùa chín quả vào tầm tháng 10, tháng 11. Cho nên vào tầm cuối năm bạn lên Sapa chơi thì nhất định mua hạt dẻ, bởi vì đấy là hạt dẻ chính hiệu rừng của Sapa.